Sáng ngày 8 tháng 8, Thường trực quận ủy tổ chức tiếp xúc đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận dự đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027. Tới sự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban dân vận, Ban tuyên giáo, Ban tổ chức nội vụ quận. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với 245 đại biểu chính thức. Tham gia đại hội, đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Kiến An gồm 8 đại biểu chính thức. Mọi công tác tham gia đại hội đã được đoàn đại biểu của quận chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các nội dung liên quan đến đại hội đã được quán triệt đến các đại biểu trong đoàn. Ngay sau đại hội, quận đoàn cũng đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành công của của đại hội như tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook, khánh thành nhà khăn quàng đỏ cho học sinh quan cảnh khó khăn.